Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel Việt Vlog. Các bạn thân mến, sau vài ngày mình trở lại công trường lắp đặt tua bin điện gió thì các cánh quạt điện gió đã được kết nối lại với nhau thành một tổ hợp 3 cánh quạt như các bạn đang nhìn thấy đây. Và tổ hợp 3 cánh quạt này đang chuẩn bị được siêu cần cẩu cẩu lên trên đỉnh tháp tua bin điện gió. Chúng ta sẽ cùng theo dõi quá trình cẩu tổ hợp cánh quạt này lên tua bin điện gió sẽ được diễn ra như thế nào. Hôm nay cũng rất vui là có khá nhiều người đồng hành cùng mình theo dõi quá trình lắp đặt tua bin. Tổ hợp cánh quạt đang được nâng dần lên khỏi mặt đất. Và để chọn được thời điểm thích hợp nhất nâng cánh quạt lên, các kỹ sư đã phải theo dõi sức gió trước đó vài giờ đồng hồ. Thực sự là không đơn giản chút nào các bạn ạ. Theo như mình quan sát thì sức gió bây giờ cũng khá mạnh. Vì vấn đề an toàn lao động nên các dây barrier đã được căng ra, nên là mọi người dân hiếu kỳ chỉ theo dõi được ở khoảng cách khá xa. Lát nữa mình sẽ thử đi vòng qua những bờ rẫy của người dân ở đây để mình sẽ tiếp cận gần hơn để thu được những hình ảnh tốt nhất. Theo như mình biết thì thời gian để cẩu cánh quạt này từ mặt đất lên tới đỉnh tháp mất thời gian khá là lâu các bạn ạ. Có thể là sẽ mất từ 2 đến 3 tiếng. Nên là cũng may là máy quay mình có chế độ quay time lapse thì mình sẽ quay tua nhanh để các bạn tiện theo dõi. Những đoạn nào mà gay cấn cần thiết thì mình sẽ trở lại quay chế độ bình thường. Vị trí theo dõi khá xa nên là sẽ không quay được những hình ảnh tốt. Bây giờ mình sẽ tìm cách tiếp cận vào những vị trí tốt hơn để ghi lại những hình ảnh tốt hơn. Đây các bạn nhìn thấy những dây barrier được căng ra để tránh những người dân hiếu kỳ đi vào gần ảnh hưởng tới an toàn lao động. Mình sẽ leo lên cái bờ ta ly này xem tìm được những vị trí tốt hơn không. Ui, có cái mương khá là sâu đây. Sao để leo lên được đây? Vị trí này có vẻ khá ổn đây. Đây là chiếc cần cẩu phụ đã nâng cần lên dài hết mức có thể. Cần cẩu phụ này bây giờ đang được kết nối bằng một sợi dây vào cánh quạt để giữ cho cánh quạt. Và mình quan sát thấy có một cái miếng lót đệm để buộc vào cánh quạt cho khỏi chảy xước cánh quạt. Lát nữa thì không biết là sẽ được gỡ ra như thế nào để rơi tự do hay là sẽ có một cách nào đấy để gỡ cái tấm lót đấy và cái sợi dây đấy ra đây. Cái sức nặng của tổ hợp cánh quạt này sẽ nằm vào khoảng 110 tấn. Với 3 cánh quạt, mỗi cánh quạt nặng khoảng 23 tấn và cái cục hu để kết nối 3 cánh quạt là nặng khoảng 47 tấn. Quá là khủng khiếp các bạn ơi. Ở trong cái khối hu đấy có 3 cái sợi dây lòng thòng để những người ở trên tua bin có thể dễ dàng cầm và điều chỉnh đúng hướng. Cánh quạt đang dần được nâng lên cao và cần cẩu phụ đã vươn hết tầm rồi các bạn ơi. Không biết là sợi cáp đấy sẽ được gỡ ra bằng cách nào đây. Mình đang cảm giác dường như gió mỗi lúc một mạnh hơn thì phải. Khá là căng thẳng đấy các bạn ạ. Hình như là dây cáp đang dần được tụt xuống rồi. Đấy, đang được tụt xuống. Chiếc cần cẩu phụ đang xả cáp ra để tụt cái dây cáp ra khỏi cánh quạt. Ừ,
lại mắc lại không tụt được. Rồi, đã tụt được, sắp ra khỏi cánh quạt rồi các bạn. Cũng khá đơn giản. Ban đầu mình cứ nghĩ là đưa cái cáp này ra phức tạp. Ok, như vậy là đã thành công. Sắp lên tới đỉnh tháp rồi các bạn ơi. Còn một khúc nữa thôi. Bây giờ mình sẽ lại tìm vị trí khác để theo dõi quá trình mà lắp cái tổ hợp cánh quạt này vào tua bin. Ở tại vị trí này thì cũng có một số người đang hiếu kỳ như mình theo dõi quá trình kéo cánh quạt này. Ở bên này thì mình nhìn thấy những anh kỹ sư đang giữ những sợi dây được nối với cánh quạt để giữ thăng bằng cho cụm cánh quạt này. Đây là đường điện cao thế của dự án điện gió đấy các bạn ạ. Đường điện này chỉ truyền tải điện của điện gió thôi. Mình đang đi vòng quanh xem tìm được cái vị trí nào thích hợp để theo dõi tiếp. Và đây có lẽ là vị trí thích hợp để mình có thể quan sát. Cụm cánh quạt đã được cẩu lên tới đỉnh rồi. Bây giờ là việc giữ thăng bằng để kết nối được cụm cánh quạt này với tua bin. Thời tiết cũng không được thuận lợi lắm. Gió khá nhiều nhưng có lẽ là đủ tiêu chuẩn để cẩu cánh quạt. Cánh quạt đang được dần đưa vào tua bin. Khá là cao các bạn. Máy của mình zoom hơi kém. Mình đã quan sát thấy có người ở phía trong tua bin. Không biết là các bạn có thể nhìn rõ được không? Ở video trước có bạn nói mình là nên dùng flycam để bay quay, nhưng mà thú thực với các bạn, điều kiện kinh tế mình chưa mua được flycam. Và lại bay ở cái khu vực này thì cũng phức tạp, bởi vì đây là khu vực gần biên giới, về vấn đề an ninh khá phức tạp. Mình ghi hình được như vậy cũng khá cố gắng rồi. Cái công suất của tua bin này là 5,1 MW các bạn ạ. Và cánh quạt này là cánh quạt cỡ lớn. Những trụ xung quanh đây thì chỉ là khoảng 3 MW thôi, nhưng trụ này có lẽ là trụ lớn nhất, công suất lớn nhất. Và chiều cao của cái trụ tua bin này là 115 m theo như mình tham khảo. Sẽ bao gồm 5 đốt ống được nối với nhau. Những cái trụ tua bin ở xung quanh đây được xây dựng từ cách đây hơn 1 năm trước ấy, thì công suất bé hơn, chỉ khoảng tầm hơn 3 MW thôi. Nhưng cái chiều cao của những trụ đấy lại cao hơn trụ này. Những trụ điện gió công suất bé thì lại được lắp cao hơn 140 m. Còn trụ này là công suất 5,1 MW, lớn hơn nhiều nhưng lại được lắp đặt với cái chiều cao trụ thấp hơn. Mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ là những người làm về vấn đề kỹ thuật thì sẽ hiểu. Biết bạn nào hiểu về cái vấn đề này thì có thể giải thích cho mọi người cùng biết thêm được không ạ? Bây giờ thì cánh quạt dần được đưa vào sát với tua bin rồi. Chỉ một lúc nữa thôi thì công việc lắp đặt này sẽ hoàn thành.
chiều cao trụ 115m nhưng nhìn lên là thấy người ở trong tua bin rất là bé. Người thi công ở trên tua bin đấy mà nhìn xuống mặt đất thì chắc là cũng cao lắm đây. Công việc đang tiến hành khá thuận lợi. Rất là chậm, không thể nhanh được. Hai bên của hai cánh quạt thì được điều khiển hướng bằng những sợi dây. Lâu quá các bạn ơi, có lẽ là mình lại chuyển chế độ quay time lapse đây. Sắp vào rồi các bạn, chỉ còn một tí xíu nữa thôi. Có lẽ là do ảnh hưởng của gió nên lắp cái tổ hợp cánh quạt này cũng mất thời gian khá là lâu rồi. Bây giờ thì mọi việc đã suôn sẻ rồi. Cánh quạt đã vào đúng vị trí của tua bin. Và việc còn lại bây giờ là những người ở trên sẽ siết ốc lại. Và mình cũng xin kết thúc video ở đây. Video sau thì mình sẽ quay quá trình di chuyển của cần cẩu này đến trụ tua bin khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.